Sau hai thảm kịch hàng không gây chấn động thế giới, thời gian vừa qua, thì chủ sở hữu của hãng hàng không Malaysia Airlines cho biết chính phủ nước này đang tăng tốc quá trình xem xét cải tổ và có thể tính đến chuyện đổi tên của hãng. Theo đó, chính phủ Malaysia, vốn là cổ đông chính của Malaysia Airlines, đã bắt đầu quá trình đánh giá tương lai kinh doanh của hãng, và quá trình này đang được tăng tốc sau thảm họa MH370 và MH17. Malaysia Airlines cũng dự tính sẽ giới thiệu nhiều đường bay mới, tránh bay qua những vùng chiến sự. Ngoài ra, ban lãnh đạo của hãng cũng kêu gọi một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng và toàn diện những đường bay được cho là an toàn. Đại diện Malaysia Airlines cho hay, thảm họa MH17 sẽ có một ảnh hưởng chưa từng có đối với ngành công nghiệp hàng không. Người này cũng khẳng định hãng có thể sẽ không còn phụ thuộc vào thông tin của giới chức hàng không về việc bay qua những vùng có xung đột. Theo AFP, các quan chức hàng không thế giới sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn vào ngày mai 29 tháng 7 để thảo luận về vụ MH17 đặc biệt là những hành động cụ thể cần làm nhằm giảm nhẹ những nguy cơ đối với hàng không dân sự nảy sinh từ những vùng có xung đột